Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và quý khách hàng. Hiện tại bây giờ đang là 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2019, ngay cái thời điểm này. Và tại đây, tại cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn, tại cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, thì trên màn hình nhỏ của quý vị đang xem đây thì chúng tôi đang trực tiếp là bốc xếp xe và tháo dỡ một chiếc sập vén kích thước là 1m70 x 2m1 và chất liệu là gỗ vụ ta Quảng Bình, hàng siêu vip và đỉnh cao. Thì chiếc sập này chúng tôi đang chuẩn bị là đi bàn giao trực tiếp tại nhà cho anh chị Hạ Yến. Anh chị Hạ Yến là địa chỉ là ở Dương Liễu, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì cách đây vài hôm trước thì anh chị đã có đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi, và khi mà xem thông số kích thước cũng như là chất lượng của cái sản phẩm là chiếc sập vén như này, cũng như là thảo luận giá cả với cửa hàng của chúng tôi, thì anh chị đã quyết định là ký tên và duyệt cái sản phẩm này. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì cửa hàng chúng tôi là tháo dỡ và xếp xe để đi bàn giao trực tiếp tại nhà cho anh chị, để cho đúng kịp tiến độ và đúng kịp cái ngày lành tháng tốt. Thì quý vị nào mà quan tâm đến những cái món đồ gỗ cũ như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 858, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo số điện thoại tôi vừa đọc ở trên để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và ngoài cái chiếc sập vén hàng siêu vip mà chúng tôi đã giao lưu với anh chị Hạ Yến ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội này ra, thì chúng tôi bán rất là nhiều những cửa hàng đồ gỗ của chúng tôi bán rất là nhiều những món đồ gỗ khác như sập vụ, tủ tre, bàn ghế các loại, thì quý vị có thể đến trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món sản phẩm mà chúng tôi bán ra và trưng bày. Thì đây là cái hình ảnh trực tiếp mà chúng tôi đã lắp đặt và bàn giao xong tại nhà anh chị Hạ Yến ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Thì quý vị có thể tham khảo thêm những cái thông những cái không gian nhà mà những cái món đồ gỗ cũ và mới mà cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn của chúng tôi bán ra ngoài thị trường và kê vào những không gian nhà khác nhau, để cho quý vị có thể tham khảo thêm nhiều cái không gian để cho quý vị có nhiều sự lựa chọn hoàn hảo nhất khi mà đến với Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn, hoặc là quý vị là muốn mua những món đồ gỗ cũ để có thể là về trưng bày ở nhà mình để làm sao cho không gian phù hợp nhất. Thì nhân dịp video clip này thì cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn chúng tôi cũng xin được kính chúc anh chị Hạ Yến ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội là cả anh chị Hạ Yến là luôn luôn là mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công và luôn luôn là phát tài phát lộc, thật nhiều tài thật nhiều lộc. Đấy, thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm và cửa hàng chủ của chúng tôi về mới nhất và thường xuyên nhất, và hơn nữa là để cho cửa hàng chúng tôi lấy thêm động lực để đi sưu tầm và làm ra những cái món sản phẩm siêu vip và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Thì sau đây thì tôi xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào. Mặt của nhân viên á, à mặt chồng vợ ta đấy, mặt lên máy chụp đang bằng cái sợ này. Cái này biển dịch cái này chứ bố? Chéo. Này không như thế này này. Đó, 30 phần nữa. 1 tiếng nữa.